Tôi và bạn bè đã khám phá một ngôi trường bị bỏ hoang. Ước gì chúng tôi không làm như vậy từ đầu. Tôi đã bắt đầu khám phá những nơi bị bỏ hoang từ nhỏ, chính xác là hồi học cấp 2 cơ. Điều này đã xảy ra rất lâu rồi, trước khi nó trở nên phổ biến hơn trên YouTube hoặc là TikTok. Tôi chưa bao giờ là một người hướng ngoại cả, có thành tích học tập cao hay là đặc biệt giỏi thể thao. Cả tôi và bất kỳ người bạn nào của tôi nữa đều không có nhiều tiền để dạo bước trong khu trung tâm mua sắm hoặc là chơi trò chơi điện tử. Trải nghiệm khám phá đầu tiên của chúng tôi bắt đầu khi tôi và một số người bạn của tôi qua đêm tại nhà của Kaelin. Kaelin sống trong một chiếc xe kéo nhỏ ở một ngôi làng nông thôn. Rất nhiều ngôi nhà gần đó lớn và đắt tiền. Không hẳn là biệt thự đâu, nhưng mà khá gần nhau như vậy. Chúng tôi đang ăn bỏng ngô và xem phim, thì Kaelin bỗng nhiên nhắc đến một ngôi nhà bị bỏ hoang phía sau nhà của cô ấy. Cô giải thích rằng Cặp vợ chồng xuống ở đó đã ly hôn một thời gian rồi Một cách rất khó chịu Và kết quả là ngôi nhà này thực sự đang được rào bán Karen chưa bao giờ Được nhìn thấy bên trong ngôi nhà cả Nhưng mẹ cô nói rằng Nó rất là đẹp Tôi vào lúc đó Đã có ý tưởng làm đêm của chúng tôi sống động hơn à, Ê đúng rồi Thế sao chúng ta không thử đi xem nó như thế nào Tôi hỏi Tất cả bọn họ nhìn tôi như thể tôi bị điên rồi vậy Ừ, trước đây thì chúng ta đã từng lẻn ra ngoài rồi Giờ đi thêm một lần nữa xem thử xem Rồi quay trở lại liền thôi Có sao đâu Kelly nhún vai Tớ không thấy có gì là không ổn cả Cô nói Kelly đánh lạc hướng con chó của gia đình mình Bằng một cây xúc xích Trong khi những người còn lại ron ren ra cửa sau Chỉ mất chưa đến 5 phút để đến căn nhà đó Chúng đã cố gắng mở khóa rồi Nhưng không thành công Nhưng mà may mắn thay Jesse đã tìm thấy một ô cửa sổ không khóa Nội thất của ngôi nhà thật sự tráng lệ Sàn nhà toàn bằng đá cầm thạch Và có một lò sữa lộng lẫy trong phòng khách nữa cơ Chúng tôi bắt đầu nhìn xung quanh Mỗi một căn phòng dường như Đều trở nên sang trọng hơn phòng trước nữa Một trong những không gian đáng chú ý hơn cả Là bồn tắm nước nóng Được đặt một cách kỳ lạ ở đầu cầu thang Trong phòng phía trước Sau khoảng một giờ khám phá Chúng tôi quay trở lại nhà của Kaylin May mắn thay Chúng tôi đã quay lại mà không đánh thức bố mẹ của cô ấy Kể từ đêm đó, việc khám phá các ngôi nhà bỏ hoang đã trở thành một đam mê của tôi. Kellen và tôi đã cùng nhau khám phá nhiều nơi bị bỏ hoang rồi. Việc lựa chọn các địa điểm để khám phá của chúng tôi đã mở rộng qua nhiều năm. Sau mỗi giờ giới nghiêm, và chúng tôi sẽ bắt đầu tự cho phép mình đi. Mặc dù Kellen rất thích phiêu lưu, nhưng vẫn có một điểm đến mà cô ấy luôn lảng tránh. Trường học Oak Driver là một trong những nơi có vụ bê bối ngấm ngầm lớn nhất nhưng mà lại ít được biết đến nhất ở quê tôi. Bề ngoài thì nó dường như là một trường trung học điển hình mà thôi. Nơi luôn tự hào về điểm học tập và có một đội bóng đá tuyệt vời. Nhưng mà ẩn bên dưới bề mặt có điều gì đó không ổn cho lắm. Một số lượng kỷ lục học sinh sinh viên tốt nghiệp từ trường Oak River được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đặc biệt là bệnh bạch cầu. Một số được chuẩn đoán chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp mà thôi. Và những người khác nữa thì phải đến nhiều thập kỷ sau mới phát tác. Trường học bị đóng cửa một cách đột ngột Và học sinh còn lại Được gửi đến địa điểm tạm thời để tiếp tục học Trong khi chờ một ngôi trường mới nhanh chóng được xây dựng lại Cách trường cũ khoảng vài dặm Cuối cùng Sự thật đã lộ ra rồi Khu đất mà trường Ordray vừa được xây dựng trên đó Đã từng được sử dụng để làm bãi chứa chất thải hạt nhân Vào những năm 1940 Tỷ lệ ung thư không phải là ngẫu nhiên Ngôi trường Art Driver cũ chưa bao giờ bị phá bỏ cả Dì tôi là Cora là một trong những số cựu sinh viên không may mắn mắc bệnh bạch cầu. Bà đã qua đời khi tôi 17 tuổi. Bà là một người gì tuyệt vời theo khuôn mẫu. Người đã cho tôi xem những bộ phim xếp hạng R và phục vụ tôi Pepsi được đặt trong một ly rượu vào bất cứ khi nào tôi đến thăm gì. Còn hơn thế nữa cơ, dì cô ra là người duy nhất trong gia đình tôi mà tôi có thể thực sự là chính mình khi ở bên. Từ việc ôm tôi khi tôi khóc hay là tôi làm hỏng chiếc xe đạp năm sáu tuổi cho đến việc giúp tôi vượt qua cuộc chia tay đầu tiên ở tuổi 15 Tôi luôn có thể trông cậy vào gì ấy Việc mất xì cô Là một trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi Tôi luôn muốn khám phá trường Ork River vì lý do nào đó Cái chết của gì ấy khiến tôi càng tập trung hơn Chú ý đến nó nhiều hơn Tôi phải xem nó trông như thế nào Ngôi trường bị nhiễm phóng xạ bị đóng băng theo thời gian Tôi có cảm giác như thể nếu tôi đi qua cùng hành lang Hoặc là bước vào lớp học nơi mà Zikora từng ở nhiều năm trước thì có thể sì ấy sẽ xuất hiện trở lại và ở cùng tôi. tất nhiên là tôi đủ thông minh để nhận ra rằng đây chỉ là một sự mê hoặc hoặc là bệnh hoạn từ nỗi đau buồn của tôi mà thôi và sẽ không có gì thay đổi cả một khi tôi rời đi. nhưng tôi vẫn không thể bỏ được ý nghĩ đến khám phá trường arc driver. ôi thôi nào, Jess đồng ý rồi đó và cô ấy sẽ mang theo tất cả thiết bị chụp ảnh nữa. tôi cầu xin Kellen trước khi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy. không Cô trả lời dứt khoát Cậu biết đó là nơi duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ đến mà Tôi chấp nhận câu trả lời của cô ấy Và gọi cho Z để thông báo rằng Chúng tôi sẽ đi mà không có Kaelin Chúng tôi gặp nhau lối vào phía sau của trường Old Driver Vào lúc 8 giờ tối hôm đó Ngôi trường không có đột nhập như tôi nghĩ Và chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Mình đang ở trong khu hành lang của trường học Một số chiếc cúp và kim loại cũ vẫn còn ở đó Được trưng bày phía sau tấm kính đầy bụi Ủa, Tại sao bọn họ không lấy đi thứ đó nhỉ Tôi tự hỏi thành tiếng Có lẽ là tất cả đều bị bao phủ bởi bụi phóng xạ hay sao á Jess cười lớn Ron, bạn trai của Jess Đã gặp chúng tôi Ngay sau khi chúng tôi tìm được đường vào trong trường Anh ta cũng đang điều tra những sự kiện huyền bí Và muốn dùng thường một số thiết bị của mình Vì ngôi trường này Bị đồn là bị mà ám Họ đi đến phòng thể dục Và loay hoay với cảm biến EMS gì đó một lúc Để tôi quyết định rằng tự mình đi quan sát xung quanh thử xem Những phòng học đầu tiên tôi nhìn thấy Không trống trải như tôi mong đợi Ngồi trường mới có những áp phích trên tường Và các thiết bị khác nữa Tôi tìm thấy một quả địa cầu Và quay thử nó xem Ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình Khi bụi bay vào không trung May mắn thay Chúng tôi đã đeo khẩu trang rồi và găng tay nữa Để cố gắng hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể Bỗng nhiên Tôi nghe một tiếng xào xạc Tôi quay người lại để xem nó phát ra từ đâu Ở bên cạnh cửa sổ Có một tấm ván tre Tôi nhìn thấy một cái chậu cây gần như đang héo úa đi Nhưng mà nó vẫn chưa chết Mà nó còn đang di chuyển nữa cơ Những chuyển động nhìn rất là tinh tế Tôi đã phải xem đi xem lại nhiều lần để chắc chắn rằng Về những gì mình đã nhìn thấy Cái quái gì vậy Tôi thì thầm các suyết tôi có thể miêu tả chuyển động đó Gần giống như là nó đang co sạch lại vậy Tôi lấy điện thoại ra ghi hình Rồi lấy một cây thước kẻ chọc vào nó Cây cây quấn chặt quanh cây thước Kéo lại gần như là tuột khỏi tay tôi Tôi hét lên và nhảy lùi lại Jess và Ron chạy tới Tôi đã cố gắng giải thích chuyện gì xảy ra cho họ Nhưng mà họ có vẻ là không bị thuyết phục cho lắm Ron tìm thấy một cái bút cạnh bạn Và chọc vào cái cây một lần nữa Nó không di chuyển Tôi lắp bắp Cố gắng giải thích chuyện đã xảy ra Jeff và Ron trao đổi ánh mắt với nhau ờ uh, tôi nghĩ là cậu có lẽ không nên đi dạo qua đây một mình đâu chết gợi ý ron gật đầu thôi nào hay là chúng ta ở cùng nhau đi anh ta đề nghị như vậy tôi miễn cưỡng đồng ý chúng tôi đã tiếp tục xem xét một vài phòng học nữa chết chụp ảnh từng người khi chúng tôi đi cùng cuối cùng chúng tôi vào được phòng anh tự phục vụ chúng tôi tìm thấy một số khay lì cũ và thậm chí một số hộp thức ăn chưa mở nữa khi chúng tôi đi sâu vào trong bếp Ron bỗng nhiên dừng lại Suýt nữa khiến chết tông vào anh ta Trời có là cái quái gì vậy Cô ấy nói gắt lên Shh. Nghe thử đi Ron thì thầm Và qua sự im lặng Tôi có thể nghe thấy một tiếng nhai yếu ớt Nó tiếp tục trong vài phút nữa Rồi có một tiếng kêu một cái lon chạm đất Một tiếng xào sạc nhẹ theo sau Chúng tôi đứng đó Đồng cứng người lại Ron vô tình ho một tiếng Một bóng người hiện ra từ trong bóng tối Jet hướng đèn pin về phía nó Nó chắc chắn không phải là động vật đâu Nhưng mà cũng không thể là con người được Nó đứng bằng hai chân Cao gần 2 mét Gầy gò như que củi vậy Làn da vàng lốm đốm Với những mụn nhọt đỏ trông như sắp vỡ tung Người đó phát ra một tiếng rên rỉ Như kiểu vừa sợ hãi vừa tức giận Jet hét lên Đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất Ron và Jet chạy về một hướng Trong khi tôi lại chạy theo hướng khác Tôi chưa vào tủ của một người bảo vệ cố gắng liếm thở hết mức có thể thậm chí còn thác khẩu trang ra nữa cơ. cô gắng lấy lại nhịp thở của mình. tôi ngồi dựa vào tường, hai tay ôm đầu và cố gắng thanh chặn cơn hoảng loạn. tôi nhìn quanh tù thử xem, xem có thứ gì có thể dùng để tự vệ không. tất cả những gì tôi tìm thấy là một cây chổi cũ. tôi im lặng một lúc rồi ngập ngừng bước ra khỏi tụ kỳ nghĩ rằng sinh vật đó không còn ở gần đây nữa đâu. tôi bắt đầu tìm kiếm Jess và Ron. Tôi đã thử gọi cho xét rồi, nhưng mà điện thoại của tôi không có sóng dịch vụ nữa. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng thở dốc và lê bước dọc hành lang. "Ôi không," tôi nghĩ. Tôi nhìn vào cánh cửa bên trái của tôi. Nó được làm bằng kính, nhưng mà bị mờ đến mức không thể nhìn xuyên qua được nữa. Hành lang trước mắt là ngõ cụt rồi, và tôi có thể nghe được tiếng bóng người đó đang tiến lại gần hơn. Tôi mở cửa kính ra và bước vào trong. Không khí đặc quánh và ẩm ướt. Tôi cố gắng để không ho lên Tôi sợ cái trời qua tay nắm cửa để tránh nó lại Hy vọng rằng bóng người đó Sẽ đi ngang con mình đi Nhưng rồi bỗng nhiên Nghe thấy một tiếng đập cửa Tôi không chắc là cần bao nhiêu lực để làm vỡ tấm kính cũ Và nó cũng không có hứng thú tìm hiểu Tôi dùng đèn pin so khắp phòng Hồng tìm ra một lối thoát khác Đèn pin của tôi so sáng một khu vực thầm tăm tối Và phản chiếu lại Đây là phòng hồ bơi cũ Các bức tường được bao phủ bởi một hỗn hợp khuôn đen và xanh Tôi nhớ gì cô đã đề cập đến việc tham gia đội bơi lội nhiều năm trước Có một cánh cửa phía bên kia của căn phòng Tôi bắt đầu tìm đường sang phía bên kia Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Đường đi của mình bị chặn lại bởi một số ghế khán đài bị lật Tôi thử nhắc chúng lên rồi nhưng vô ích Harper Jesse hét lên từ cánh cửa phía bên kia căn phòng hồ bơi Nhìn thấy tình trạng khó khăn của tôi Jesse và Ron đã cố gắng di chuyển khán đài Nhưng mà cũng không thể được Lúc này cánh cửa kính chợt vỡ vụn ra Rồi con quái vật kia hình người đang đập vào nó ron hỏi này cậu biết bơi phải không tôi gật đầu cậu điên à jessie hét lớn cô ấy không thể bơi qua cái thứ nước phóng xạ nhảm nhí đó được đâu tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi rằng tôi phải bơi lội qua cái hồ bị bỏ hoang kinh tởm này và cố gắng tránh anh cô ấy rằng tôi sẽ ổn tôi tìm một miếng gỗ đặt ba lô lên cố gắng giữ cho nó khô ráo nhất có thể tôi bước vào làn nước lạnh lẽo tối tăm Là nơi này có cảm giác đặc hơn nhiều so với tôi mong đợi Giống như đang di chuyển qua thạch dẻo vậy Mùi hương là sự kết hợp của sự kinh tởm giữa mùi thối rữa và mùi kim loại nữa Tôi cố gắng bơi nhanh hết mức có thể Khi tôi gần như chạm vào mép nước bên kia Thì mặt nước bắt đầu gợn sóng lên Chân phải của tôi ngừng hoạt động rồi Nó bị vướng vào cái thứ gì đó Jessie và Ron nhận thấy rõ ràng tình huống của tôi Ron nhảy xuống nước Và cố kéo tôi về phía trước anh ta chỉ điểm pin qua vùng nước tối Để lộ ra một mê cung của những cành cây màu xanh đậm Cái quái gì thế này Ron thì thầm trong đầu Sống nước bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng Tôi cảm thấy chết nhất đó siết chặt con chân mình Và tôi hét lên Ron bắt đầu vùng vẫy Chửi bới và la hét Tôi cuối cùng cho lấy ba lô Lấy con da bỏ túi ra khỏi túi nước Tôi hít một hơi thật sâu Lạnh xuống nước Và tấn công chất nhảy nhuộn đã mắc kẹt ở trên mình Nó bắt đầu co giật và nới lỏng lại và tôi được tự do Jessie đang kéo ron khỏi mặt nước phía bên kia Khóc lóc thảm thiết Một điều mà hầu hết mọi người không thể biết về Jessie Là cô cực kỳ sợ nước và không biết bơi Trải nghiệm suýt chết đuối khi 4 tuổi của cô Đã khiến cô bị tổn thương nặng nề Tôi ngồi lên mặt nước và tất cả chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi cửa Ron đi khập khiễng, Cô ấy đang có một vết thương rất nặng ở bắp chân trái Khi đi được một khoảng cách xa từ hồ bơi Chúng tôi dừng lại Và Jessie buộc áo khoác quanh chân của Ron để cầm máu lại Điện thoại của Jesse reo lên là chúng tôi giật mình Cây lên Cô ấy trả lời Mở chế độ loa lên Một cuộc gọi phây tham những hạt sóng trên màn hình Nền tối nhưng trông khá quen thuộc Đó là Kê Đang ở trong một lớp học gần lối vào nhất k, -K, -K lên Nghe giải thích nè Cậu cần phải ra khỏi đây ngay lập tức Có điều gì đang xảy ra ở đây nè Jesse cố gắng giải thích Kết nối rất không tốt Cuộc gọi bị ngắt có sau vài giây Khiến tôi cực kỳ khó chịu còn Jesse và Ron nữa và tôi Đều đang cố giải thích mọi chuyện đang xảy ra Nhưng mà Kaylin rõ ràng là không hiểu gì cả Cuộc gọi tiếp tục trở nên tồi tệ hơn Khi Kaylin bước vào trường học Cuối cùng cuộc gọi bị ngắt hoàn toàn Và không ai trong chúng tôi Có thể gọi lại cho cô ấy nữa Jesse, cậu và Ron ra ngày trước tìm kiếm sự giúp đỡ đi Tôi sẽ tìm Kaylin Và gặp hai cậu ở phía bên kia Ron muốn cố gắng phản đối Nhưng may mắn thay Jesse đã thuyết phục được cậu ta rằng Tình trạng chảy máu của Ron quá nghiêm trọng để tiếp tục di chuyển Khi chúng tôi chia tay Jesse và tôi đồng ý rằng Nếu Karim và tôi không ra ngoài an toàn trong 10 phút nữa Thì cô ta sẽ gọi trợ giúp Kaylin Tôi vừa chạy vừa gọi đến trước tòa nhà Cứ với Tôi nghe cô ấy hét lên một cách điên cuồng Tôi chạy về phía có âm thanh và nhìn thấy cô ấy Chúng tôi lao về phía nhau Nhưng mà cô ấy vấp phải một thứ gì đó trong lúc chạy Một nhân vật đeo mặt nạ phòng đầu cổ xưa xuất hiện phía sau cô tóm lấy mắt cá chân của cô và kéo cô đi không tôi đã hét lên tôi chạy về phía của kẻ tấn công nhưng mà có ai đó đã tóm lấy tôi từ phía sau khi được cố gắng tìm kiếm cách thoát thân tôi cực lực vùng vẫy rồi bị đập đầu vào tường tôi cảm thấy chóng mặt và mọi thứ Rồi nên tối tăm đi sau đó tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng tôi biết mọi người thường nói gì khi thấy một nguồn ánh sáng khi thức dậy đây có phải là cái chết không có ý tình rồi Tôi nghe thấy một ai đó hét lên, một nhân viên y tế đang quỳ bên tôi. Tôi giật mình. Khi tỉnh lại, tôi bắt đầu lắp bắp. Ch ch chuyện gì đang xảy ra vậy? Kaylin đâu rồi? Nhân viên y tế cố gắng trấn an tôi. Mẹ tôi và Jessie ở gần đó. Đầu tôi đau dữ rồi và tay chân tôi bầm tím. Tôi ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Vào đêm đó, câu trả lời duy nhất tôi có thể biết được về tung tích của Kaylin là họ vẫn đang tìm kiếm cô. Ngày hôm sau, Cảnh sát thông báo với tôi rằng Thi thể của Kelly được tìm thấy trong trường học Cậu ta đã sụp xuống đè bẹp cô ấy Tôi đã cố nói với cảnh sát về người đàn ông đeo mặt nạ phòng đầu xuất hiện Nhưng rõ ràng là họ không tin tôi Họ gật đầu Rồi nhờ một nhân viên xã hội theo dõi tôi Với thông tin về việc tư vấn cuốn sốc sau chấn thương Điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này Là tôi thậm chí không chắc rằng Jeff và Roy có tin tôi hay không Có điều gì đó rất kinh khủng đang xảy ra trong ngôi trường đó Tôi sẽ quay lại và cái trường học chết tiệt này sẽ không lấy đi bất kỳ người bạn nào của tôi nữa cả